Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào các học trò. Thầy vừa trải qua một cơn bạo bệnh, kiếp nạn. Tí nữa thì không làm chủ niệm lực, ý thức lực, không có kinh nghiệm thì cũng sẽ nằm liệt như nhiều người. Cuộc đời nó hay thế. Khi có lòng tin nơi pháp bảo, lòng tin nơi pháp môn tu tập, kinh nghiệm mình sẽ điều phục mọi khổ đau. Thầy có lẽ trải qua quá nhiều kiếp nạn. Cái thân con người sinh ra từ nhân quả, cho nên nếu không có Phật Pháp mà chuyển hóa nhân quả, chúng ta sẽ phải gánh muôn vàn nỗi khổ, muôn vàn sự khổ đau. Hôm nay thì trời nó mưa, thầy định đi ra ngoài để mà dạo bộ, lấy lại sức lực. Nhưng mà trời mưa, ngày hôm nay thầy vẫn tịnh thân, dừng việc ăn. Nay đến gần 3 ngày, ngày hôm nay ngày thứ 3 thầy không ăn gì, để cho thân thể được nghỉ ngơi, và thầy cũng an tịnh, an nhàn, để thầy ước nguyện lành, tác ý hướng nguyện lành tới các trò, tới mọi người. Thầy mệt nên thầy nghỉ ăn để cho nó khỏe lại. Cũng là cái thời gian thầy an nhàn, thầy ước nguyện lành, tác ý hướng nguyện cho mọi người có duyên với Đức Phật. Buổi sáng hôm nay thầy chia sẻ một chút thôi để thầy nghỉ ngơi. Thầy ước nguyện những điều lành. Sáng hôm nay thì có Minh Huệ. Minh Huệ có nghe không? Hôm nay thầy nói cái vấn đề về nhân quả rất là hay. Minh chứng cho mọi người cái nhân quả rất là hay. Phật Pháp có nhiệm màu hay không? Người tu hành có thực sự thành tâm, nỗ lực, kính lòng tin, tu hay không? Các bạn cứ nhìn cái nhân quả thì biết. Nhân quả thì do nhiều đời trước nhưng cũng do đời này gây tạo. Các bạn cứ soi cái nhân quả là ra hết. Soi nhân quả ra hết. Cho nên hôm nay thầy nói cái vấn đề mà như nhận thức về nhân quả, tương ưng nhân quả. Những cái người mà không có lòng tin ấy, thì trước sau gì nhân quả cũng lôi. Trước sau gì nhân quả cũng lôi vào chỗ khổ đau. Những người thối chuyển, những người không có đủ lòng tin với chánh pháp của Đức Phật, không có đủ lòng tin với những bậc thầy trí tuệ của mình. Sáng nay Minh Huệ ở Hải Phòng, hôm qua có sau một thời gian tu tập
mấy tháng, gần một năm nay theo thầy. Có trở về nhà thì con Minh Huệ có nói với thầy là ừ, có cái anh ấy về làng vài tháng, anh ấy tu bạn, anh ấy về nhà cùng thôn, anh nói với chồng con những điều không tốt về làng, làm anh chồng con anh ấy nghi ngờ làng tu. Thầy hỏi là ai, thầy biết cái chuyện này là hết sức bình thường, bởi vì thầy nhìn con người thầy biết mọi người bây giờ có cậu Thắng với cậu Mạnh, cậu Chuẩn mới biết được ý thầy tại sao cái người ấy đến. Thầy không có làm thủ tục cư trú cho hộ khẩu thường trú tu tập, bởi vì thầy nhìn thầy biết duyên anh ta chỉ có đến vậy mà thôi, anh ta sẽ trôi theo nhân quả. Thầy nhìn cái đức hạnh con người thành tâm hay không, có thực sự trung thực hay không, chứ còn nhìn con người không có thành tâm đến cửa Phật, không có thành tâm tu tập, mà cái tâm tính gian xảo, tâm tính gian xảo không thạch thành tâm, không thành kính, không có đủ lòng tin, những cái con người ấy họ đến. Cho nên thầy không có lo cho, bởi vì mồ hôi nước mắt đàn na không thể lãng phí vào cái việc mà bỏ ra cái lợi lạc ấy cho những cái người không có duyên, không có thành tâm. Cho nên thầy biết chứ, thầy nhìn mặt là thầy biết rồi. Đến để dạo chơi vui thú thấy hay hay, đi lang thang rồi lang bạt kỳ hồ, thấy làng tu hay, gặp một học trò làng rủ vào rồi ở lại, là thích xin ở lại, có tu đâu, phóng dật chuyện ngoài đến để nhòm ngó chuyện người này người kia, phóng dật chuyện ngoài, thích giao giảng, tu thì chưa đến đâu, chưa biết cái gì cả. Đứng ngoài thất thì giảng người này người kia, thầy nhắc nhở nhiều lần, ngồi thì ngả ngớn trên ghế ngủ, thầy nhắc nhiều lần, phi phạm hạnh, cho nên không có chịu sửa mà không chịu tu. Cho nên tu không thấy đâu, không thấy thực sự niềm vui tu giải thoát ở đâu. Cho nên trở về chán nản bỏ về, và gì sinh đã quay lại phỉ báng làng, phỉ báng mọi người ở đây. Chứ còn những cái người ấy, người ta thành tâm tu, người ta sẽ quyết chí tu, người ta sẽ không bao giờ người ta phản đạo, phản thầy, phản lại điều lành. Cho nên thầy có nói là các con cứ yên tâm, bởi vì các con hãy cứ mở mắt ra để các con soi, để mà thấy hầu hết những người rời khỏi làng này, phỉ báng làng này ra đi, cứ xem cái nhân quả của họ thì rõ, xem họ khổ đến đâu, họ đã thoát khổ thực sự hay chưa, và nhân quả đời nó sẽ làm cho vị ấy khổ đến đâu. Cho nên các trò không hề, đừng có bận lòng về những cái việc những người bỏ đi. Cái chuyện này là cái chuyện hết sức bình thường. Bình thường từ cái thời Đức Phật nó đã vậy rồi, đến thời trưởng lão nó cũng vẫn vậy, và đến cái làng tu ngày hôm nay thì nó cũng sẽ vẫn như vậy. Cái việc người có duyên ở lại, người hết duyên bỏ đi, người không tu, người tà kiến tưởng giải rồi không tu đến đâu, không thấy giải thoát, bỏ thầy bỏ chú sứ quay ra phản lại là cái chuyện hết sức bình thường. Cho nên chúng ta hãy coi những cái chuyện đó là chuyện
bình thường, bình thường ở đâu nó cũng có những cái người vong ân, những cái người không tu mà nhân quả. Chúng ta hãy nhìn nhân quả của họ thì chúng ta sẽ thấy được nhân quả là một câu trả lời chính xác nhất. Cho nên thầy trò vẫn ở đây, vẫn yên vui tu, vẫn xây dựng trú xứ bình yên, ngày càng tốt lành. Đây là một sự đoàn kết, nhờ tu tập mà có đoàn kết, nhờ tu tập mà thấy được sự vi diệu lành, mà có sự đoàn kết dựng xây. Cho nên cái người tu ấy, từ thời Đức Phật đã đề ra cái quy định về tập sự. Nó cũng như anh vào công chức nhà nước ấy, đối với chuyên viên thì anh phải tập sự 12 tháng rồi mới được bổ nhiệm ngạch ấy. Bởi vì thử thách mà. Còn đối với cán sự thì phải tập sự 6 tháng thì mới được chính thức vào biên chế, công nhận là một công chức hay là một viên chức. Đối với đạo Phật nó cũng như vậy các bạn. Từ thời Đức Phật đã đề ra cái quy định về tập sự tu hành, cho nên nói cái chuyện là tu tập. Tại vì sao lại có cái từ là tu tập? Là cái người tập tu, bước chân vào con đường đạo Phật, cái việc đầu tiên là phải tập tu. Còn như cái anh bạn mà Minh Huệ nói kia, đi cùng Minh Huệ đến đây đấy, Minh Huệ thì vẫn quay, giải quyết công việc để quay về làng sớm. Còn anh ta là cái người không có tập tu, người ta chỉ đến đây rong chơi vui thú và hí luận tường giải, khoe sự ngã mạn. Cho nên thầy biết, thầy không có sắp đặt. Hỏi các tu sinh trong làng thì biết, thầy biết nên thầy không có sắp đặt. Thầy biết là không đủ duyên, không có sắp đặt để trở thành tu sinh của làng. Thầy vào trước hỏi mấy cậu chuẩn thắng mạnh, thầy bảo cậu này sẽ đi thôi. Anh em sa môn khác nó mỉm cười, nó bảo vâng, con cũng thấy như vậy. Nhìn nó biết chứ. Cho nên cái việc tập tu có nghĩa là tập sự. Đối thời Đức Phật thì thường phải tập sự. Trước khi thọ giới tỳ kheo, tập sự sa di 9 tháng, 1 năm. Có những người mất 2 năm, những người mất 3 năm. Còn đối với cư sĩ về làng cũng phải tập sự. Tập sự đời sống sa di, tập sự giới, tập sự đạo đức. Giới chính là nền tảng, và tập sự pháp môn tu tập. Ôm pháp như ôm phao vượt biển, lấy giới làm thanh quy tu tập, trở thành những con người thực sự giác ngộ, thực sự chín chắn, thực sự giải thoát. Tu đến đâu giải thoát đến đó. Cho nên nó có thời gian tập sự và thử thách. Có những người phải thử thách mất 3 năm, 3 năm. Có những người phải thử thách 4 năm. Nhưng cũng có những người vì đạo Phật nhìn bằng trí tuệ, cho nên có những người chỉ thử thách 6 tháng, có những người chỉ thử thách 1 tháng. Cho nên nó khó ở cái chỗ là anh có đủ duyên hay không, anh có thực sự thành kính tha thiết tu hành hay không, anh có thực sự đến đây vì sự tha thiết tu giải thoát hay không, thực sự có đủ lòng tin hay không. Cho nên trưởng lão nói thầy chờ những người tha thiết tu hành, xác định con đường giải thoát. Xưa có những người
tương ưng với thầy, nay họ hết duyên tương ưng, họ bỏ đi, họ chửi thầy, trở thành kẻ vong ân, thầy rất thương, vì họ sẽ phải lãnh nhân quả, họ sẽ phải trôi theo nhân quả, việc nghiệp đời nó lôi theo nhân quả khổ. Cho nên thầy trò ở đây, những người nó qua cái sự sàng lọc ấy các con ạ, sàng lọc ấy. Cái người có duyên với thầy, với làng ấy, với duyên với chánh pháp, với điều lành ấy, thì dù ở đâu, dù ở xa, nó vẫn là trò thầy, vẫn một lòng tôn kính, nó vẫn siêng năng tu tập dù ở trong mọi cảnh. Còn cái người đã không có đủ đức hạnh và lòng tin ấy, tha thiết tu ấy, thì dù có ở ngay bên cạnh, trưởng lão Thế Thông Lạc nói là dù có ở ngay bên cạnh, trưởng lão nói thẳng đó, dù có ở ngay bên cạnh có nhồi vào đầu nó cũng không nghe, nhồi vào đầu không nghe người ở bên cạnh. Ở đời thì người ta nói cái chữ duyên: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Còn Đức Phật thì dạy sao? Kẻ ngu gần bậc trí như muỗng với vị cành, kẻ trí giàu một khắc như lưỡi nếm vị cành. Cái kẻ nó đã vô minh sâu dày, không đủ duyên, nó ngu si, không giác ngộ, nó lăng xăng, nó đứng núi này, nó trông núi kia, có nhồi vào đầu nó, trưởng lão bảo có nhồi vào đầu nó cũng không nghe, không nghe ra, nhồi vào đầu nó cũng không thay đổi. Đức Phật bảo như muỗng mới vị canh, có cái bát canh ngon người ta đem cho mình ăn, nhưng mình không chịu ăn, mình không chịu ăn, nhưng chỉ cầm cái muỗng chơi. Đức Phật bảo ngu như là người muỗng với vị canh, tức là bày pháp cho tu, giúp đỡ cho tu, cho thất tu, cho y bát, nhưng nó không chịu tu, không chịu ôm pháp, không chịu rèn luyện, không chịu soi xét nơi thân tâm quay vào, mà nó chỉ hí luận lang thang bên ngoài cái chuyện. Cho nên Đức Phật bảo ngu như muỗng với vị canh, kẻ ngu mà nó gần bậc trí như cái muỗng, người ta đưa bậc trí nó đưa cho bát canh ăn nhưng lại không ăn, cứ cầm cái muỗng để chơi. Cái muỗng tức là người Bắc gọi là cái muôi, cái muôi múc canh, cái miền Nam gọi cái muỗng, muỗng là múc canh, cứ cầm cái muỗng để chơi thôi mà nó không biết đổ vào mồm để nó xem cái vị canh ấy nó ngọt hay nó ngon hay không. Tức là cái vị giải thoát ấy, có tu có giải thoát mà, nhưng nó không tu, cảm nhận thân tâm quay trong, không tha thiết, không kính Phật, kính pháp, kính thầy, nó tu nó lại mãi bên ngoài, mãi việc ngoài, mãi bên ngoài, không tu. Kẻ ngu gần bậc trí như muỗng với vị canh, người trí giàu một khắc như lưỡi nếm vị canh. Cái người tha thiết đủ lòng tin ấy mà kính thầy, kính Phật, kính pháp, rồi tha thiết đến với lòng tin, đến với sự mến mộ, đủ nhân duyên tương ưng, đưa cái bát canh một cái là hoan hỷ, vui mừng và ôm lấy để ăn. Cho nên vị ấy nếm được vị canh, lưỡi nếm vị canh. Kẻ trí giàu một khắc như lưỡi nếm vị canh, nó thực hành ngay, nó tha thiết, nó tu ngay, nó không có gì tà kiến, nó giải thoát được khỏi những cái sự khổ đau. Đấy, cho nên có người đến thì bảo thầy dạy, đến thì kiểu lôi kéo, do lôi kéo đến ông dạy tu một thời gian, thầy dạy chẳng có hiệu nghiệm, tu theo ông Pháp Lưu chẳng thấy cái gì cả, ông này nói láo. Bởi vì nó có tu đâu, ngã mạn, không thực sự kính Phật, kính pháp.
không thực sự kính pháp môn. Cho nên trước khi tu tập, thường trưởng lão dạy là phải chắp tay lễ nguyện, xá ba xá trước mặt, hoặc là dù ở một mình nơi thất vắng, trước khi bước vào một ngày tu tập, xá ba xá thể hiện lòng tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính bậc thầy, hướng nguyện đến cái tâm như thế, nó mới có pháp trụ tha thiết tu. Kính lễ. Cho nên cái chuyện người đã tu được, đâu nó cũng tu được, đâu nó cũng là học trò làng tu, đâu nó cũng có sự giải thoát, đâu nó cũng có yên vui hoan hỷ. Dù ở xa tận trong Nam, nhưng trò vẫn hoan hỷ, hoan hỷ hướng tâm tu và luôn kính ơn làng tu. Còn cái người đã vô duyên thì có ngay bên cạnh. Cho nên cái người vô duyên ấy, sống ở cổng chùa mà vẫn giết heo ấy, chuyện đó bình thường. Bình thường sống ngay gần cửa Phật mà nó vẫn còn mổ heo đó thôi. Chuyện đời. Nên bảo tại sao Bụt không thiêng mà ngay cửa Bụt nó vẫn giết heo. Bụt thì Bụt chỉ thiêng với cái người tin Bụt thôi. Bụt không thiêng với những cái người bất kính, bất tin. Những cái trò hôm qua, nhóm trò ở Hải Dương, ở xa thế, tìm mà nghe thầy nhân quả người ta thay đổi, hoan hỷ vô cùng. Những cái người có lòng tin tương ưng lớn đấy, đến gặp thầy một cái, tu tập một thời gian xong một cái, mọi điều lành nó tới, tới ầm ầm ấy, nhân quả nó thay đổi đến chóng mặt, không thể ngờ nổi. Nay có Trịnh Huyền đây không, có Oanh đây không, có Ngọc Đô đây không, ba cái người ở cùng một nhóm xã Hải Dương, nhân quả của họ điều lành đến, sự việc lành đến, cuộc sống hoan hỷ chuyển từ cái chỗ vướng bận khổ đau sang an vui hoan hỷ, hân hoan. Mà Đức Phật dạy học trò của Ananda này, Ananda hân hoan đưa lại lợi ích gì? Bạch Thế Tôn hân hoan đưa lại lợi ích gì? Sự hoan hỷ đưa lại lợi ích gì? Đức Phật nói này Ananda, hân hoan đem lại lợi ích khinh an. Này Bạch Thế Tôn, khinh an đem lại lợi ích gì? Này Ananda, khinh an đem lại lợi ích an lạc. An lạc là lợi ích của khinh an. Người ta tu, người ta vui hân hoan tu, người ta thấy ngay. Người vừa tu vừa nghi ngờ, vừa cầm cái muỗng vừa ngập ngừng, không biết là mình ăn cái bát canh này nó có ngon hay không, làm sao mà có được lợi ích, sao mà thấy được lợi ích của chánh pháp ở đâu. Cho nên vì không thấy đâu, sinh tà kiến, bị đời nó lôi, bị người này lôi. Ngay cái thời Đức Phật đó mà cái kẻ tà kiến học trò của Đức Phật, đó là Đề Bà Đạt Đa, do chấp thủ tà kiến chúng sinh đi ác thú. Đề Bà Đạt Đa do chấp thủ tà kiến mà lôi 500 tỳ kheo bỏ Đức Phật ra đi. Sau này người ta đi theo Đề Bà Đạt Đa, các tỳ kheo thấy khổ quá không đường thoát, sau đó lại lục tục trở về. Người ta bỏ đi và Đức Phật cũng vui vẻ, vui vẻ. Đức Phật không có buồn phiền, ngài vẫn an vui và ngài vẫn lên núi ngài nằm. Và sau này khổ quá rồi,
tu theo không được gì. Các bạn, các tỳ kheo thời Phật đấy đã lục tục trở về và Đức Phật lại vui vẻ đón nhận lại. Còn cái thời của trưởng lão Thích Thông Lạc trong tu viện Chân Như ấy, nó cũng không kém gì. Những người quay vào tu viện một thời gian, quay ra chửi bới tu viện. Chửi bới tu viện. Chửi bới trưởng lão ấy. Chửi thắng trưởng lão ấy. Cho nên có người hỏi, thầy Pháp Lưu ăn được mấy bữa cơm tu viện? Thầy Pháp Lưu trả lời thành thực, có ăn được 3 bát cơm tu viện. Thế cái vị kia cũng thân cận trưởng lão mới nói là, thầy ăn có 3 bát cơm của trưởng lão, của tu viện, mà thầy kính trưởng lão như vậy. Đến ngày hôm nay, thầy kính trưởng lão như thế. Tức là cái tu viện của trưởng lão để lại, thầy Pháp Lưu vào ăn có 3 bát cơm. Xin có 3 bát cơm. Mà kính trưởng lão như thế. Mà vượt qua khổ đau như thế. Hướng tâm nào kính Phật, kính trưởng lão, kính các bậc tiền nhân. Mà trong khi người vị kia nói có những người ăn mòn bát mòn đĩa, bao nhiêu công sức trưởng lão dạy dỗ nuôi nấng mà còn quay ra phản cả thầy. Cái chuyện này hết sức bình thường à. Thầy Pháp Lưu còn chứng kiến vị học trò tỳ kheo của trưởng lão Hà Nội nhá. Mà thời đầu mới trưởng lão đấy. Trưởng lão còn làm thất chứ tu còn bao nhiêu công sức. Mà tu mới trưởng lão bao nhiêu lâu. Mà giờ còn viết đăng đàn. Bởi vì đời tà kiến nó lôi. Đi theo Nam Tông gì đó. Tông phái khác đăng đàn chửi trưởng lão. Chuyện này có đấy. Vẫn đang tiếp tục. Chửi trưởng lão là trưởng lão... thế này thế kia còn vu khống trưởng lão, chắc nó xúi dục trưởng lão ban đêm có gái mò vào thất, rồi trưởng lão chê bai trưởng lão ăn mặc quần cục quần, mặc quần lại đắp y, rồi bôi bác trưởng lão, rồi nói đủ kiểu, rồi nói trưởng lão là thế này thế kia. Thầy Pháp Lưu đem một đem thư của trưởng lão ra đây, là thầy Pháp Lưu thương không có nơi tu. Thầy Pháp Lưu cho vào Bạc Liêu. Vào Bạc Liêu thì tha đồ lỉnh kỉnh vào đó. Xong rồi. Cái này Minh Nhi biết mà. Xong rồi đi ra ngoài. Cãi cọ nhau với thợ thuyền trong Bạc Liêu. Chú xứ Bạc Liêu. Dân tình phản đối. Xong rồi. Rồi lại mò ra thầy Pháp Lưu cho về Nghệ An. Lại bài bác trưởng lão tiếp. Thầy Pháp Lưu xây 3 cái thất. Cho mọi người ở Nghệ An khó khăn tu, cứ đòi đất đòi thất, xong rồi hành hạ cô báu, rồi đòi hỏi, xong rồi cũng quay ra chửi trưởng lão, rồi lôi kéo người đi theo. Cái chuyện này hết sức bình thường các bạn ạ. Rồi ngay học trò trưởng lão thôi, trưởng lão vừa ra đi một cái thì thi nhau làm ngược di huấn, thi nhau làm trái di nguyện. Chuyện này hết sức bình thường. Trưởng lão ngay sinh thời, trưởng lão còn nói này, các con ạ, ngay thầy còn sống bây giờ mà họ đã dám làm những cái điều như vậy thì sau khi thầy đi các con phải thực sự tỉnh táo. Có những cái băng đĩa có khi là lời của thầy đấy, giọng thầy đấy, nhưng không phải là thầy đâu. Ngay bây giờ họ còn dám làm như vậy, tức là băng đĩa còn có khả năng ấy, là giả giọng, lồng tiếng, giả giọng, thuê người giả giọng, nó bắt chước giọng nói ấy. Cái này trong phim ảnh nó nhiều mà, thuê là có giọng trưởng lão nhưng mà lại không phải băng trưởng lão. Sách trưởng lão còn có khi bị sửa đổi vì nó bị mua chuộc, vì nó bị cầu danh. Cho nên học trò trưởng lão đấy nhưng chưa chắc phải là học trò. Một tỳ kheo đi sau lưng một tỳ kheo, nó như một
Nó cứ tưởng mình là một tỳ kheo nhưng chẳng khác gì một con lừa đi sau một đàn bò. Cho nên cái chuyện ngay từ thời Đức Phật nó thế rồi chứ chưa nói gì đến cái thời nay là thời mạt pháp, con người khó tu, dục vọng tham đắm ô uế nhiều, ý chí kiên cường tu thiếu. Cái luật Bảo Vương Tam Muội dạy cả rồi không chịu học, không chịu rèn tâm rèn trí nguyện, không chịu hướng nguyện lớn, không chịu đi hướng nguyện đến bờ giải thoát lớn lao, mà nó chỉ quay đi quay lại quanh quẩn một cái đời sống trong vô minh. Cho nên các bạn cứ nhìn cái nhân quả của người đó, khi họ phỉ báng các bậc chân nhân, phỉ báng ai đó, các bạn nếu nghe lời phỉ báng, các bạn đừng vội tức giận, các bạn hãy giữ tâm bình yên. Nhưng các bạn muốn biết sự thật, các bạn hãy nhìn cái nhân quả của họ, xem họ có sống có thực sự là thanh thản, yên vui vượt qua khổ đau hay không, xem họ có thực sự làm được cái gì cho cuộc đời này hay không. Các bạn hãy nhìn vào sự thật, Đức Phật bảo đến để mà thấy. Các bạn đừng tin lời những người tà kiến nói, tưởng giải nói, mà các bạn phải nhìn vào sự thật. Bởi vì con người có sáu thức để tiếp xúc, sáu trần để biết được đúng sai, việc nghĩa, việc đạo đức. Ý thức mà. Cho nên tai nghe thì mắt phải thấy, và chúng ta phải thực sự tu tập để mà thấy, sống nghiêm chỉnh tu hành, tha thiết tu hành để mà thấy pháp Phật. Chứ còn chúng ta nhìn họ vẫn khổ y nguyên, vẫn trong vô minh. Cho nên những cái trò khôn, những cái trò tỉnh táo khôn của làng tu xưa nay, họ vẫn bền gan kiên trì và họ vui vẻ tu tập, họ sống hạnh phúc bên thầy Pháp Lưu. Cho nên những người đấy nói họ chỉ mỉm cười, mỉm cười bỏ qua, họ nhìn thấy họ biết nhưng họ không giận, không giận những lời tà kiến phỉ báng, mà họ biết chứ, biết đâu là sự thật, đâu là người tà kiến chấp thủ. Cho nên thầy trò vẫn bao nhiêu lần rồi ở làng tu những người tà kiến bỏ đi, nói này nói nọ, thầy Pháp Lưu bảo các con cứ yên tâm, các con cứ vui mà tu bên thầy, các con đừng đi cãi cọ với họ, các con đừng có gì cả. Đây là thầy Pháp Lưu nói để cho các trò hiểu thôi, thầy Pháp Lưu thèm gì mà đi tranh cãi, đi đi đấu đá nhau với họ làm gì. Những cái người đó đi, thầy Pháp Lưu ra khỏi cổng làng một cái là thầy Pháp Lưu thấy bớt đi một gánh nặng. Bởi vì mình đỡ phải gì, tốn cơm đàn na, khổ nhọc nuôi cái người không có duyên, nuôi cái người vong ân, nuôi cái người vô tích sự. Cơm đàn na là cái điều mang nợ chúng sinh cả. Tốt nhất là đi đi thì đỡ phải mang nợ. Tốt cho họ đấy. Trưởng lão bảo thầy đuổi các con đi là tốt cho các con đấy, là vì thương các con đấy, để các con không ở đây, không chịu tu hành, không chịu quay trong tu hành, không chịu phí cơm đàn na rồi mắc nợ đàn na ích kỷ, khổ cho các con đấy, nợ nay mai rồi măng lông đội sừng mà đền. Cho nên người thực tu, thực công đức, thực tín tâm, người ta đem điều an vui hạnh phúc cho người ta, người ta gieo điều lành cho đời, người ta không mắc nợ đàn na. Bởi vì người ta là cái người thoát ra được khỏi cái nợ nhân duyên nhân quả khổ ấy,
ra được khỏi cái từ trường nhân quả ấy, và người ta gieo được cái phúc lành, người ta đoàn kết làm nên việc lành, người ta không mắc nợ đàn na tín thí. Đàn na tín thí người ta nhịn ăn bớt mặc, mồ hôi công sức, nhìn những cái người cày ngoài đồng kia thì biết ăn một bát cơm ấy mang một núi nợ, tu hành mà lại phản nghịch công ơn của đàn na như vậy, kiếp sau làm thân trâu ngựa cày mà đền trả, kiếp này thôi cũng đã đủ trả nợ, gánh nợ gánh lại nhân quả, không tu gánh lại nhân quả khổ. Chuyện hết sức bình thường các trò. Cho nên ai ra đi dù có nói gì thầy cũng vui vẻ mỉm cười, thầy nói với các trò các con cứ yên tâm, ai có duyên sẽ ở lại tu, tha thiết tu, còn người không có duyên họ sẽ đi. Bởi xưa nay nó là một cái sự sàng lọc nhân quả tự nhiên các con, sàng lọc cái người tốt, hạt giống tốt chắc bền nó sẽ mọc cây thành rừng nơi làng Nguyên Thủy, nó là một rừng cây xanh. Còn những cái hạt lép ấy, nó sẽ không mọc và nó sẽ theo cái gió nó bay đi. Cho nên thời gian thử thách là lửa thử vàng, lửa thử vàng gian nan thử sức. Cái người tín tâm thì dù ở xa nó vẫn một lòng chung thủy, cái đức chung thủy của con người một lòng kính lễ. Cho nên khó đấy. Thời gian là vàng, lửa thử sức, gian nan thử sức, lửa thử vàng. Cho nên mới có thời gian tập sự. Sau thời gian tập sự, có người tập sự một năm, nhưng cũng có người bậc thầy để tập sự 3-4 năm. Bởi vì cái nghiệp của con người này nó sâu dày, tập sự 3-4 năm, có người phải tập sự 5 năm. Cho nên thời Đức Phật mới có cái tỳ kheo phải tu đến hết cả 37 pháp môn trợ đạo, tập sự đến 5 năm mới xong. Còn có những người chỉ 6 tháng tu một pháp thôi là thoát rồi, là không bao giờ dao động nữa rồi, không bao giờ ham muốn nữa, bỏ đi nữa, không bao giờ phản nghịch nữa. Người ta thấy rồi người ta im lặng vui vẻ mà sống bên bậc thiện hữu, đoàn kết bậc thiện hữu. Còn cái người mà có những người leo cây sắp đến buông rồi còn tụt xuống ấy chứ, chuyện hết sức bình thường các con ạ. Có những người ở bên trưởng lão 10 năm còn quay ra, 20 năm còn hỏng. Tập sự trưởng lão vào thời mạt pháp, người khó tu, sàng lọc ấy. Cho nên hạt giống tốt nó sẽ ở lại. Đạo Phật là đạo của duyên nhân quả. Đức Phật dù có tam minh, có thần thông đi chăng nữa cũng không thể độ được người vô duyên. Nên Phật không thể độ. Đức Phật nói ta có những điều ta không thể độ. Những người không có đủ thành kính, người không có đủ sự giác ngộ, những người không có đủ sự nhìn nhận chín chắn, người không có chánh kiến, đầy đủ chánh kiến. Cho nên chỉ đến đây để tưởng giải hí luận, tranh đua lý thuyết, đến đây không chịu tu hành thì thích rao giảng, thích này thích nọ, thích việc này việc kia, thích lao sao, thích nói chuyện, thích thế này nọ, không tu. Tu thì bật thôi, không được gì thì quay về chê trách phỉ báng thôi, chuyện bình thường các con ạ. Xưa nay ở làng này phải có, thường thường phải có một nửa đến một nửa đi, nhưng những người ở lại duyên lành họ vẫn tha thiết
vẫn cùng thầy xây miền đất lành, vẫn sống hạnh phúc, thầy trò vẫn hạnh phúc, bình yên, vẫn nỗ lực vượt qua mọi chông gai, vẫn thanh thản bên nhau. Thầy trò vẫn vậy, cũng khó đấy. Nay đã có những người tiến vào chánh niệm, bắt đầu thầy đưa vào chánh niệm, để tiến vào chánh định, đi đến quả vị cuối cùng. Nhưng không dễ gì đâu các con ạ. Có những người ở đây 3, 4 năm. Có những người gần gũi thân cận thầy, ngay như Tâm Thuận tôi nhé, là một người trò rất hay gần thầy, mà còn suýt nữa thì nhân quả nó lôi đi, mất tiêu luôn. Không có thầy cứu vớt, có thầy chỉ ra cho, thì chắc cũng hỏng rồi. Đến giờ này thì cũng xuống vực thẳm. Nhưng xưa đến đây nhiều chứ. Cái thời kỳ khó khăn đến đây đấy. Khó khăn ban đầu, thầy trò cơ cực, sóng gió thì nhiều. Mà có một vài sư đến đây, người ta bắt đầu tà kiến, người ta chê ỏng chê eo, nào ông Pháp Lưu quần áo không có thế này thế nọ, rồi chê ông Pháp Lưu thế này thế kia. Xong rồi quay ra, đứng trước sóng gió bị đe dọa, quay ra chửi bới thầy Pháp Lưu để lấy lòng người tà kiến. Và cuối cùng bây giờ thầy Pháp Lưu mà nói ra nhìn lại thì các vị vẫn cứ loanh quanh, không thấy giải thoát ở đâu. Sư thầy Pháp Lưu nhìn thấy sư ấy ngày nay vẫn loanh quanh, xong rồi bày trò chẳng làm nên cái tích sự gì cho đời này cả. Xong rồi tà kiến rồi bày ra lệch lạc, lại còn đi chấp thủ đi nhặt bao tải rác ở đường để quần áo có thì không mặc, đi nhặt bao tải rác ở đường, đi lượm ve chai để tu hành, rồi đi mặc áo, cái khoét cái bao tải ra để mặc trông như là thổ phỉ, xong rồi bày trò ra với nhau để khoe mẽ là rằng là ta là người khổ hạnh, ta là người tu thiểu dục của cái gì đó, chấp thủ tà kiến, bày sai pháp, rồi nhăn nhở với nhau đến lúc khổ với nhau. Có phước đâu, có được cuộc sống nhàn tịch, an vui, thanh thản, có giúp được đời cái gì đâu, có làm cho đời được lợi lạc, yên vui đâu. Chỉ thấy bày trò mà khổ cả với nhau ấy. Xưa có người chửi bới thầy Pháp Lưu ấy, nào là lập trú xứ ở Hàn Ba Vì, Hàn Sơn Tây, Hà Nội, rồi vung lên chửi thầy Pháp Lưu là thằng này thằng kia gì, rồi viết sách rồi khoe ta là bậc a la hán rồi thế này thế kia, xong ta sẽ xây Lâm Tỷ Ni ở Việt Nam, rồi ta sẽ làm cho Tây Tàu sang Việt Nam học. Hùng hổ ngạo mạn chửi bới cả làng tu ở Mỹ, giờ thấy đâu? Các bạn nhìn nhân quả đi, đâu mất rồi? Lâm Tỷ Ni đâu? Thánh địa đâu? Trong đổ lỗi cho người này người kia là tại vì thế này thế kia, chống phá tại này kia, ai chống phá? Đi chống đối cả chính quyền, gây thù chuốc oán, xong rồi còn theo các cái nhóm chính trị lợi dụng A-dua để mong cầu hư danh, tìm trò bày trò phản quốc, mong được lợi dụng cái chuyện này chuyện kia, nhân quyền những nghĩa để mà được đi ra nước ngoài. Cuối cùng đâu? Các bạn nhìn nhân quả đi, thấy đâu? Có thấy hạnh phúc không? Có làm cho cuộc đời này hạnh phúc không? Có thiết thực hay không?
các bạn có mắt để nhìn, có tai để nghe, có mũi để ngửi, có tay để sờ. Các bạn tin những lời nói suông, tin lời nói suông. Thế thành quả của vị ấy đâu? Vị là A-la-hán thì thành quả công đức của vị đâu? Trưởng lão lập những cái tu viện chân như giúp đỡ bao nhiêu người tu học, xây dựng được đạo lành. Bây giờ các vị xưng là A-la-hán rồi, ngạo mạn chửi bới thằng tu, thầy trò thằng tu, chửi bới cả trưởng lão đó. Thế bây giờ thành quả của A-la-hán ở đâu? Các bạn có mắt để nhìn. Thầy Pháp Lưu đọc lại bài kệ về phẩm A-la-hán của Đức Phật thuyết kệ như sau. Khả ái thay rừng núi, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, nơi ấy được an lạc. Nào, thầy Pháp Lưu đọc cho các bạn nghe. Trưởng lão trú ở Tràng Bàng Tây Ninh, vùng đó được an lạc một thời. Nay thầy Pháp Lưu trú tại Yên Bái, cái vùng đất này bao nhiêu con người an lạc, xây dựng nên thánh địa. Hôm nay thầy Pháp Lưu chứng minh cho các bạn thấy, để bày tỏ sự thật để cho các bạn thấy, để các bạn tránh niềm tin sai lầm vào những kẻ thuyết suông, buôn bán Phật Pháp, nói càn, ngạo mạn. Thầy Pháp Lưu phải đập thẳng, chỉ thẳng như vậy để các bạn thấy. Bây giờ vị tu huân bướu ngổ Tây Tàu sang học đâu? Lời nói gió bay, Tây Tàu sang học đâu? Chú sư Lâm Tỳ Ni, thánh địa lớn như thời Đức Phật ở Sơn Tây đâu? Hay là những người đi cùng nhau bây giờ khổ không ngóc đầu lên nổi, đâu hết rồi? Còn xin thưa với các bạn, thầy Pháp Lưu không ngạo mạn, luôn tôn trọng sự hy sinh của mọi người, luôn yêu thương các trò của mình, và luôn trân trọng những gì quý giá thiết thực, những pháp thiết thực, những điều thiết thực, những lợi lạc thiết thực, mà những hành thiện thiết thực của thầy và của các trò, của các tăng ni. Và thầy Pháp Lưu là cái người trên cái tinh thần thượng tôn, lòng tôn kính. Cho nên thầy trò làng tu, bây giờ các vị nhìn bước chân về làng tu để mà thấy. Sau bao nhiêu sự nghi ngờ, 4 năm, bao nhiêu sóng gió vất vả, bao nhiêu cái, thầy trò đã vững vàng, và bây giờ làng tu có ngày hôm nay. Các bạn thấy đó, một trú xứ tu hành Phật giáo Nguyên Thủy, một làng quê, một vùng quê bình yên mọc lên. Hãy bước chân đến để mà thấy. Thầy Pháp Lưu chẳng viết sách tôn xưng mình là A-la-hán. Thầy Pháp Lưu chỉ nói là cái đạo như thế này, tu như thế này. Thầy trưởng lão cũng nói, thầy tu như thế này thì thầy đạt đến cái quả A-la-hán. Trưởng lão viết sách, trưởng lão còn ghi tỳ kheo Thích Thông Lạc. Sau này người ta quý quá, người ta không biết, sau người ta sửa thành trưởng lão Thích Thông Lạc. Còn một vị ngạo mạn viết A-la-hán. Này nó thứ A-la-hán hiện nhất, hiện nay A-la-hán này kia, đề vào sách một cái danh ngã mạn như vậy, sao gọi A-la-hán? Trong có người bây giờ còn viết sách ở trong chỗ nhóm, ở trong tàu viết sách, trong này còn ngạo mạn nói là vì là trưởng lão viết sách rồi, cả cái thầy gì đó đi khất thực, thầy không tiện nói ra đây bởi vì thầy không hướng đến, không nói rõ tên bởi vì thầy không hướng đến chỉ trích khi mà người ta không có hiểu, không có duyên. Nhưng mà cái vị còn viết sách, viết sách này, trưởng lão là viết sách, bây giờ người ta không tu không được đâu, bởi vì phải cần phải có các bậc đại trí sửa sách lại. Trời ơi, trưởng lão là cái người bày đặt bao nhiêu công lao, một bậc A-la-hán viết sách như vậy, các vị tu đã đến đâu mà các vị sửa sách trưởng lão? Một người viết sách thôi, giờ mình viết sách ấy, trưởng lão viết đầy đủ, không còn thiếu cái gì rồi. Bây giờ mình tu, mình có kinh nghiệm tu tập pháp môn đấy, mình chỉ bày giúp đỡ cho người sau hiểu được cái pháp trưởng lão.
Thầy Pháp Lưu là giúp mọi người hiểu được Pháp Trưởng Lão ấy, tu hành cho đúng đắn, không bị sai lệch. Chứ thầy Pháp Lưu có viết sách bày ra bảo là Trưởng Lão viết sai đâu, không đủ duyên đâu, không đủ trí tuệ đâu. Sách của Trưởng Lão là một cuốn sách đại trí tuệ đó. Thầy Pháp Lưu không bao giờ viết thêm sách ra đâu, bởi vì sách Trưởng Lão viết quá đủ rồi. Mình viết lại làm chí, ham danh như sao mà viết sách thêm ra. Cho nên ngạo mạn, cuộc sống có làm nên cái trò trống gì đâu, chỉ có khoe khoang hí luận viết sách rồi tưởng giải kiến giải rồi. Có mình có hạnh phúc, người khác hạnh phúc đâu. Có làm nên sự thật về minh chứng cho chánh pháp đâu. Có làm nên cái công đức gì minh chứng cho chánh pháp đâu. Cho nên cái làng tu của thầy trò thầy Pháp Lưu là công đức này là để dâng Phật, để minh chứng cho chánh pháp rằng cuộc sống của đạo Phật nó có được cái điều nó kỳ diệu như thế này. Làng quê bình, vùng đất bình yên như thế này, thiết thực như thế này, không mê tín như thế này, con người sống hạnh phúc, nó thiết thực chứ. Một cái không gian văn hóa giáo dục đạo đức, một cái vùng đất được tạo dựng sinh thái hiếu sinh, một cái vùng đất mà không có trộm cắp, không có gì. Bị về hỏi dân làng đấy xem, 4 năm trước để cái chậu ở sân mất tiêu, tét nước trên tầng 2 nó tháo. Bây giờ bà con để xe máy ở đường, cả đêm mất đâu. Dân làng đấy bảo từ ngày thầy về đây còn không có mất trộm nữa. Cuộc sống bình yên từ trường lành. Từ trường lành cơ mà. Một bậc A-la-hán người ta sống ở đâu? Vì sự nhân hòa, vì sự nhân đức, vì cái tâm lành phóng xuất ra, ý lành phóng xuất ra, vì sự tác nguyện mà người ta một bậc A-la-hán thật sự ở đâu á? Xin thưa các bạn, nếu thực sự là một A-la-hán ở đâu, lành nhìn thấy rõ ràng. Đến con vật hiền lành, đến cái cây tốt lành, đến không khí thay đổi mất lành, đến con người yên lành, cuộc sống bình yên. Cho nên trên đời mà ở đất nước Việt Nam mà thực sự mà có lấy 500 mông La Hán thì xin thưa với các bạn, có 500 vùng đất bình yên như làng tu Yên Bái bây giờ, 500 miền đất đạo đức, nhà tù bớt bóng người. Nhà bệnh viện, nhà thương bớt khổ. Các gia đình cũng bớt đi khổ đau. Chứ không phải nói là 500 cái chú sứ, 500 vị đa lán, thì chỉ cần chục vị một chú sứ thôi, 500 vị xem. Cho nên có một trò thân cận Trưởng Lão mới nói rằng ước gì 64 tỉnh thành mỗi tỉnh có một làng tu như làng tu Yên Bái, hoàn thành cái ước nguyện của Trưởng Lão thiết thực. Trưởng Lão dặn dò lại cả rồi, các con hãy tu đi để có kinh nghiệm tu hành, rồi các con chung lưng đấu cật lập nên những chú sứ nho nhỏ cho người chuyên tu. Làm đâu, hô thì to cái gì đó xong rồi ngạo mạn, nhưng cuối cùng cái nhân quả của sự ngạo mạn các con ạ, nhân quả của một cái sự không trung thành, nhân quả của một sự vong ân, nhân quả của tà kiến, nó sẽ lôi dắt mũi và lôi xuống vực thẳm, lôi xuống cái chỗ khổ đau. Nên cứ nhìn nhân quả thì biết. Một vị đại trí đại lực, một vị đạo lực thâm sâu, đạo lực sung mãn, thâm sâu, trí tuệ thiền định, sâu thăm thẳm, nhìn nhận nhân quả, soi xét. Một cái người đó không thể nào là một người Đức Phật mà không nơi nào, không thể nào là một người thất bại. Trưởng Lão mà không phải là một người vô tích sự, không lợi lạc gì cho mình, cũng chẳng lợi lạc được cho người, chỉ thấy thuyết suông, chỉ thấy kiến giải kinh sách, chỉ thấy hô hào suông.
Đây là một bài học cho chúng ta biết tôn kính Phật Pháp và tôn kính các bậc thiện hữu, biết tha thiết tu hành, biết giải cứu, giải thoát khổ đau cho mình và đem lợi lạc an vui đến cho người một cách chân chính, một cách tha thiết, một cách thiết thực, ôm Pháp mà tu. Ôm Pháp mà tu, đến để mà thấy. Cho nên các trò đừng có bận lòng cái việc đó, nó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Có những người 3-4 năm có khi còn nghiệp nó còn lôi mất tiêu luôn ấy chứ, tập sự còn không thành ấy chứ, đừng có nói là cái người thế này thế kia. Có người đi nói rằng tôi về làng cũng pháp lưu rồi, tôi ở đấy 1 tháng rồi, tôi biết hết rồi, không có thế đâu. Sao không đi nói với những cái trò nó ở đây hàng mấy năm rồi, bền gan bền chí tha thiết độc cư tu hành kia, đi nói với người đời phỉ báng xuyên tạc cả ngã mạn này, tà kiến này, tưởng giải, đến đây không tu thì có thấy đâu. Còn nếu thực sự tu ấy thì đã hạnh phúc yên vui như các trò ở đây mấy năm qua đấy, thầy trò cùng nhau gánh vác vượt qua khổ đau như đấy. Nếu đã thực sự tu thì gia đình đã hạnh phúc rồi, yên vui, nhân quả thay đổi như bao gia đình Phật tử của làng tu này. Nếu đã thực sự tha thiết tin kính tu hành thì đã bao nhiêu cái điều an vui lợi lạc đã đến cho mình, cho mọi người, cho gia đình của mình. Cho nên cái việc đó các trò đừng có bận lòng, hãy tự lo cứu lấy mình, hãy xác quyết chánh kiến rõ ràng đâu là sự thật, đâu không phải sự thật, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là con đường diệt khổ. Giác ngộ, chánh kiến rõ ràng, nhìn thấy người ta như vậy là người ta khổ, mình lại đi theo cái ông chẳng hết khổ, ông gieo thêm khổ, đi theo cái ông ấy, tức là Phật không theo thì theo ma. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì muôn đời mặc áo giấy. Cho nên mình A-dua, không có chánh kiến thì thường A-dua. Dua rồi tà kiến lôi đi, do chấp thủ tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Thầy tin là qua sự sàng lọc, chọn lọc, tự nhiên cái quy luật nhân quả, rồi làng tu nhờ cái công ơn giáo hóa của trưởng lão, công cuộc khai phá của trưởng lão, ngày nay nhiều người hiểu ra. Và thầy tin mọi người sẽ yên vui tu tập, mọi người sẽ được lợi lạc. Và thầy Pháp Lưu dù có khó khăn đến đâu, dù có chông gai đến đâu, thì mọi người có đủ lòng tin hãy yên tâm, thầy Pháp Lưu vẫn một lòng trung thành với Phật, với Pháp. Thầy Pháp Lưu vẫn một lòng yêu mến con người, và thầy Pháp Lưu vẫn một lòng làm điều lành. Thầy Pháp Lưu sẽ vẫn cứ nỗ lực gây dựng điều lành cho đến khi không còn thể được. Nhưng thầy Pháp Lưu sẽ vượt qua để mà đem điều an vui đến cho mọi người thực sự thiết thực. Chú xứ làng tu hiện nay vẫn bình yên sau bao sóng gió. Dù sóng gió đến đâu, thầy trò vẫn đoàn kết bình yên. Những con người tha thiết, con người trung kiên, trung thủy, những con người tín niệm một lòng, sống thôi chết bỏ vì sự cứu khổ cho mình, cho người. Cho nên hôm nay thầy nghỉ ngơi mấy hôm, dừng việc ăn uống. Thầy chia sẻ buổi sáng với các trò đêm hôm qua cũng cái
cái nhân quả, thân nhân quả nó cũng đưa kiếp nạn đến, thầy nhờ Phật pháp thầy vẫn yên tâm vượt qua. Sáng nay vẫn trở lại sự bình phục bình yên, tiếp tục chắc là mấy ngày tới thầy cũng mệt, thầy nghỉ không còn tham gia thứ, thầy nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy hôm, dừng việc ăn để mà nghỉ ngơi thân tâm, nghỉ ngơi. Chúc các trò yên vui và đừng lo gì cho thầy cả, mà hãy tu đi, thầy vẫn sẵn sàng, mọi người bên thầy vẫn đoàn kết sẵn sàng đón nhận những điều lành, chìa bàn tay gom những hạt giống lành. Học trò thầy rồi cũng sẽ có nhiều người trưởng thành, sẽ đem cái tâm nguyện lành đoàn kết để gánh tiếp, tiếp nối những cái điều lành, tâm nguyện lành để phát triển, gieo cái hương lành thực sự cho đời, cho cuộc sống này nó vơi bớt khổ đau đi. Chúng ta nhìn thấy cuộc sống khổ đau cũng đáng thương, con người nhân quả lôi theo khổ đau cũng đáng thương, việc hành sự sai lầm khổ đau cũng đáng thương, rồi bệnh tật khổ đau cũng đáng thương, già cả khổ đau cũng đáng thương, chết chóc khổ đau cũng đáng thương. Chúc mọi người bình an, một lòng kính Phật, kính Pháp, một lòng tin yêu những bậc thiện hữu thực sự, trí tuệ thực sự, tin yêu những người có tâm lành thực sự, quý trọng cái đạo đức tu hành, quý trọng những điều lành, quý trọng những người công đức lành. Đó mới là cái điều tương ưng lành, mà tương ưng thì sẽ có duyên lành. Tương ưng thì có duyên lành. Hỏi Ngọc Đô với lại Huyền với lại Oanh xem phải có phải tương ưng thì có duyên lành. Mới hôm qua thầy vừa nói chuyện chuyện lành mấy người. Chúc các trò bình an. Thầy kết thúc ở đây.